Như thằng hồi xưa thằng hello mọi người, nhóc gì đấy đi mình hai chị em tư vấn tình cảm không, nó không đi được. Cái thằng nhóc gì đó, gì ta, Khang à, lâu lắm rồi từ cái hồi 99k cơ. Ứng dụng app nó có sẵn rồi. Cái đợt hai đứa tư vấn tình cảm cho nó xong, xong nó nghỉ đi luôn. Ừ, cái tối vậy là sao? Tại ăn gì á chị? Soda. Sao không thấy ta? Không thấy cái gì? Cái ngón tay của em che mất tiêu rồi. Quay như này chị phải đứng bên này thì mới thấy được cái tay của em chứ. Chị quay như đấy rồi em đỡ tay kiểu gì? Nè, này sao lấy? Mình lấy bên đây chứ. Đẹp không hả? Xấu lắm hả? Xấu. Không, em bấm vô thì nó không mờ. Anh chụp đó mà sao em nói xấu á em? Mà chị chỉnh lại đó. Rồi, disfirin xẹo hết rồi. Cái mấy cục đó nó không còn máu thì đang sờ xem nó còn không đây. Cục nào cục đấy nó uốn uốn lần luôn á. Nó không nhiều nhưng mà nó chất lượng. Chị ngồi dưới quay có hơi chèn ép em chút, cảm cảm nha Túc. Chị đi nam hay nữ nặng nhiều chị? Đây hả? Nam. Nam là nhiều. 80% là nam. Ba chị mà nữ nó bước vô nó mắc cỡ luôn á. Còn là nam không? Thì ba khác thì nam nó ngại đi đúng không? Nhưng chị thì nữ nó ngại đi. Là em biết cái kênh đó cho chị ít tương tác đó, em biết cái kênh mà kênh chính của chị thì tác nhiều hơn. Thì em không biết là có mở không á. Vô em hỏi. Không thấy ai trả lời hả? Chút xíu chị mới trả lời. Lao cái trên bóng chỗ của em. Ủa nhưng mà kênh đấy chị xóa rồi à? Đâu, làm mấy kênh rồi mà. Ừ. Đâu, kênh cũ thiệt là cũ hồi xưa rồi. Kênh có 3 người đăng ký vậy. 3 người trong đây nó quá. Chị đăng ký rồi. Ừ.
Ủa mà kênh gì? Kênh lúc gì? Không hiểu sao mà Tú nó lọc qua kênh đó được. Tại vì cái link Facebook thì lên TikTok thì chị để cái kênh tương tác chứ đâu phải để kênh đó đâu. Là sao em lọt được qua đấy Tú? Em kiếm cái tên hả? Dạ. Lên đánh tên hả? Tên. Thì nó phải ra hai trang đúng không Tú? Em thấy con trang này. Con trang màu hả? Kìa. Vô trang đầu á. Ủa không sợ kênh giả mạo à? Ừ. Không, chị đăng hai cái mà. Bên đây đăng là chị cũng đăng bên kia mà. Tại bên kia nó ít tương tác hơn thôi. Fan bên này hết. Ừ, đâu nhớ kênh nào, không nhớ kênh nào luôn đấy chị. Kênh nên lập làm á. Thì cái kênh... Ủa kênh đấy cũng mấy trăm người rồi mà ta. Trước khách cũng hay nhắn tin kênh cái này mà kia chị kia lập kênh đấy để chạy quảng cáo đúng không? Nhưng mà xong rồi không chạy gì nữa. Tính thì chắc phần đầu tiên có sơ ba mà không chạy quảng cáo luôn nữa. Hình như mà thêm luôn đâu chạy quảng cáo gì đâu. Có thấy làm spa đâu mà tao thấy bán mỹ phẩm. Còn dính tính ra chị ăn mua kính về không làm gì luôn ạ. Bữa đấy là đủ mượn đủ 10 đứa cái rồi đó. Làm gì để em đặt bikini hả? Ít là chưa nói gì luôn á. Nó tính thay chị luôn kìa chị ạ. Khách này hả? Gì tăng tốc nhanh vậy? Từ từ. Lấy mấy cục kia đi ngoài rồi. Chị đổ lên cái. Bạn thân có cục nào nhỏ.
hả? Dì chị kéo phát nó tôi om luôn á. Để chút xíu đi, chắc hết rồi. Thì chị để cho nó quay đi. Phải, bỏ. Cầm đi rồi. Kệ lên cho nó chửi. Thèm thèm không thèm thôi. Ừ. Quay nhiều lắm gì? Chị anh thích quay nguyên, chị anh phi kim bao nhiêu bắt đứng quay vậy á? Gì vậy trời? Tại tá tâm hồn không Tú? Dạ. Tại tá tâm hồn không? Trời ơi, nặng nó nặng gà spa gạo hơn này nữa. Ừ. Chị lấy nó nhẹ nhàng lắm rồi đúng không? Ừ. 4 năm rồi mình còn nhớ hả? Nhớ không nhớ trời đau chết.
xong từ đó giờ là không dám đi lấy mụn nữa hả? Có, đó, tại vì nói là tuần nào cũng lại nặng hết, khi tuần nào cũng nặng hết. Xong sợ quá bỏ chạy luôn hả? Ừ. Là người đàn ông quá khác. Sao? Mạnh mẽ. Câu mạnh mẽ của chị đừng thấy nó không mạnh mẽ thế nào. Mạnh mẽ. Không như cái gì? Suy nghĩ à? Món thịt hả? Gạo. Mấy cục nó ngon. Từ từ hả? Cục đấy có gì đâu ngon. Đồng em. Để xìu xìu. Có dưới cạo cổ hết ha. Không thấy nè, thì tí nữa đứng lên mới thấy được. Để được lấy một cái bánh ăn nó hồ hào dữ quá ha. Đi được rồi. Con ly dễ vỡ lắm. Ly dễ vỡ. À, nhớ. Em của à, chị của Phương này. Trốn rồi.